Xin kính chào quý vị và tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Lương Cán Bộ Công Chức. Trong bản tin ngày hôm nay sẽ cung cấp cho các bạn thông tin mức lương thiếu tá giữ chức vụ trung đoàn trưởng vào năm 2022. Để xác định được mức lương thiếu tá trung đoàn trưởng năm 2022, chúng tôi căn cứ pháp lý. Thứ nhất, căn cứ vào luật số 72/14/2013 ngày 27 tháng 11 năm 2014 về sửa đổi bổ sung một số điều của luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam quy định chức vụ cấp bậc quân hàm cao nhất đối với chức vụ của sĩ quan. Thứ hai là căn cứ vào nghị định số 34/2012/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2012 về chế độ phụ cấp công vụ. Thứ ba là căn cứ vào nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Thứ tư là căn cứ vào nghị định số 38/2019/NĐ-CP ngày 9 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ quy định về mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Mức lương cơ sở hiện nay là 1.490.000. Hệ số thiếu tá sĩ quan là 6.0. Phụ cấp chức vụ trung đoàn trưởng là 0.7. Mức lương hiện nay là bao nhiêu? Chúng ta cùng qua bảng tính sau. Chúng ta xác định để tính được bảng tính lương của thiếu tá trung đoàn trưởng thì chúng ta cần xác định hệ số lương chính. Hệ số lương chính 6. Chúng ta nhập 6. Lương cơ bản 1.490.000. Phụ cấp chức vụ trung đoàn trưởng là 0.7, chúng ta nhập vào bảng tính 0.7. Số thâm niên để lên được tới cấp bậc thiếu tá thì tôi tính bình quân là 16 năm. Thâm niên là 16, phần trăm công vụ 25, khu vực 0.2, cái này tùy từng địa phương nhưng mà tôi lấy bình quân là 0.2. Thì sẽ ra được lương thiếu tá trung đoàn trưởng sẽ là 14.374.000. Trong đó là lương chính là 8.940.000, phụ cấp chức vụ là 1.043.000, thâm niên là 1.597.000, phần trăm công vụ là 2.495.000, khu vực là 298.000. Sau khi trừ đi tiền bảo hiểm thì số tiền còn nhận được sẽ là 13.447.000. Còn đối với những đồng chí mà ăn cơm tại bếp 30 ngày, số tiền sẽ còn nhận được, trừ tiền ăn đi sẽ còn nhận được là 11.497.000. Đây là những đồng chí nào mà ăn cơm tại bếp 30 ngày. Thì ở ngoài lương chính ra, một số đơn vị đặc thù có thêm tiền đặc thù độc hại, tiền ăn độc hại. Riêng nội dung này thì phụ thuộc vào từng ngành nghề nên là chúng tôi không đưa vào bảng lương. Lương thiếu tá trung đoàn trưởng sau khi trừ tiền ăn sẽ còn lại là 11.497.000. Rất là cảm ơn quý vị và tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn đừng quên bấm like, đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi.